Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Trung Quốc nguy to đồng thời choáng váng khi nghe tin Nga sẽ phát lệnh bắt giàn khoan siêu to mang tên Hải Nam 99 mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi hôm qua, lợi dụng Nga đang tập trung cho công cuộc phòng chống đại dịch virus corona, phía Trung Quốc đã bất ngờ điều thêm một giàn khoan mới nhất mang tên Hải Nam 99. Giàn khoan này được cho là to và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiến ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế, đồng thời gửi lời thách thức đối với cả các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Nga. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Nga có tên là Moscow cho biết hôm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Hải quân của Nga đã cho biết nhận được tin báo khẩn cấp từ tập đoàn Rosneft của Nga đang khai thác dầu khí ở ngoài khơi Biển Đông. Báo về cho biết phía Trung Quốc đã cho rất nhiều tàu hải cảnh, tàu chiến các loại mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí hạng nặng. Vũ khí sát thương, hộ tống giàn khoan siêu to nói trên đang rất hung hăng tiến ra ngoài Biển Đông uy hiếp các nước trong khu vực nhằm khai thác dầu khí trái phép. Điều này đã gây ra mối lo ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực cũng như tập đoàn dầu khí của Nga. Nhận thấy điều cực kỳ nguy hiểm và cấp bách kể trên, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin lập tức điều gấp hải quân không quân. Quân đội của Moscow mang theo 3 máy bay ném bom, 6 tàu ngầm kilo mang theo rất nhiều ống phóng ngư lôi và 3 tàu chiến cỡ lớn chở theo rất nhiều tên lửa dẫn đường di chuyển gấp vào vị trí giàn khoan của phía Trung Quốc, được cho là đang hạ đặt trái phép. Theo các nhà quan sát cho biết, khi phát hiện ra hải quân của Nga xuất hiện ở ngoài Biển Đông, nhóm tàu chiến hung dữ của phía Trung Quốc cho dàn trận bao vây bí mật, phục kích bám đuôi đuổi theo sau để hòng đánh úp. Vâng, theo hãng CNN của Mỹ tiết lộ rằng vào lúc 17 giờ 45 phút buổi tối ngày hôm qua, đụng độ chính thức đã xảy ra trên Biển Đông. Hai bên liên tiếp ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Vòi rồng cũng như pháo cao xạ đã được phía Trung Quốc phun ra cũng như bắn dữ dội vào hải quân của Nga. Một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cho tăng tốc leo lên định đâm sập giàn khoan Rosneft của Nga, nhưng rất may hải quân của Moscow đã cho một tàu chiến chặn đầu lại. Nhận thấy sự nguy hiểm đang ập đến, chính quyền Tổng thống Nga ông Putin quyết định cho 6 tàu ngầm kilo cỡ lớn của hải quân Nga phóng 18 quả ngư lôi phá nát vòng vây của hải quân Trung Quốc. Theo tờ báo Moscow trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng của Nga, một đô đốc chỉ huy hạm đội Biển Đen đã cho biết cuộc đối đầu ngày hôm qua diễn ra khá căng thẳng. Phía tàu của Trung Quốc họ rất hung hăng, họ liên tiếp cho tàu tăng tốc phun vòi rồng và nã đạn lên hải quân của chúng tôi, buộc chúng tôi phải ra tay hành động gấp. Và sau khoảng 2 giờ 50 phút bao vây, đánh úp, đánh ra là cả, hải quân của Bắc Kinh đã bị chúng tôi đánh cho tan nát. Thiệt hại là vô cùng lớn. Theo một thống kê mới nhất từ cơ quan bảo vệ bờ biển của Nga cho biết, đã có ít nhất 2 con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc bị trúng ngư lôi bốc cháy dữ dội ngoài Biển Đông. 4 máy bay quân sự của phía Trung Quốc đã trúng tên lửa lao xuống Biển Đông. 150 thủy thủ đoàn của Hải quân Bắc Kinh bị Hải quân của Nga đang bắt giữ. Chúng đang tỏ ra hết sức run sợ. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá quan trọng khi tờ báo CNN của Mỹ cho biết, vậy giàn khoan Hải Nam 999 mới nhất siêu to khổng lồ hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh thì Nga xử lý ra sao? Xin thưa với quý vị rằng, một vị đô đốc của Moscow cho biết chúng tôi không cho đánh sập giàn khoan trên bởi vì nếu phóng tên lửa đánh sập thì quá đơn giản. Chỉ huy của Nga muốn bắt giữ, muốn tịch thu toàn bộ con tàu cũng như là giàn khoan Hải Nam 999 của phía Trung Quốc để trừng trị Bắc Kinh, dằn mặt chính quyền. Ông Tập Cận Bình đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động vô lý bành trướng trên Biển Đông đi, nếu không Nga sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông. Thưa quý vị, sau khi thua tan tác trước hải quân của Nga, tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc ngày hôm qua. Tờ báo của Bắc Kinh nói rằng hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập đang sôi sùng sục. Các cuộc họp gấp đang được diễn ra ở thủ đô của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc vẫn không tiết lộ chi tiết về các cuộc họp kể trên, nhưng trong một thông báo mới đây thì cơ quan của ông Tập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, đại diện vẫn là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã có một thông báo nói rằng Trung Quốc kịch liệt phản đối chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin khi điều quân đội hải quân không quân của Moscow đối đầu trực diện trực tiếp với hải quân của Trung Quốc. Hành động trên là không thể nào chấp nhận được.
nó có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông, đề nghị chính quyền của Moscow phải bồi thường và chịu mọi trách nhiệm về những hành động nêu trên, nếu không Bắc Kinh sẽ ra tay trả đũa. Thưa quý vị, đấy là lời phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Còn tờ báo China Morning Post trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh tuyên bố rằng không phải nhân nhượng hay đàm phán với cả Nga nữa. Nếu phát hiện giàn khoan cũng như tàu thuyền của Moscow xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò hay xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc, thì Hải quân của Bắc Kinh sẵn sàng được lệnh bắn bỏ, đánh sập ngay tức khắc, và bất kỳ ai, bất kỳ nước nào trên thế giới, đặc biệt là Mỹ hoặc Nga, không tôn trọng luật pháp quốc tế, không tôn trọng lãnh hải, lãnh thổ hay phạm vi đường lưỡi bò của Bắc Kinh thì đều bị trừng trị một cách thích đáng nhất. Lời phát biểu đanh thép của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa có vẻ rất cứng rắn. Tuy nhiên, giới quân sự cho biết nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông thì Trung Quốc không thể nào địch được hải quân của Nga. Bởi nếu nói về tiềm lực quân sự của hải quân Nga thì Nga đang xếp số 1 trên thế giới. Chỉ có Mỹ mới ngăn cản được, còn Trung Quốc phải mất hàng tỷ tỷ năm nữa cũng không thể nào theo kịp được. Bằng chứng, hải quân của Bắc Kinh hiện giờ mới chỉ có 2 con tàu sân bay mang tên là Sơn Đông và Liêu Ninh. 2 con tàu này giới quan sát cho biết chúng chỉ là hàng mã, hàng lởm, hàng đi sao chép ăn cắp bản quyền, chứ thực tế chúng không có gì ngoài các vũ khí thô sơ. Trung Quốc đưa 2 con tàu trên đi ra ngoài Biển Đông, mục đích là để dương oai, thị uy sức mạnh với các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, cách đây 3 hôm, 2 con tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của phía Trung Quốc đã uy hiếp eo biển của Đài Loan, thì nữ tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn lên phát biểu sẽ dồn toàn tâm toàn lực để chống trả mọi hành động của Trung Quốc. Được biết, nữ tổng thống Đài Bắc bà Thái Anh Văn rất cứng rắn khi nói rằng quyết tâm không sáp nhập vào với cả Trung Quốc đại lục. Điều này có thể dẫn tới một kết quả rằng giấc mộng Trung Hoa sẽ bị tan biến và ông Tập đang tức điên người. Trong bối cảnh Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông hay eo biển Đài Loan đang hết sức nóng bỏng, tất cả là nguyên nhân phía Trung Quốc gây ra, thì Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức liên tục điều các tàu chiến xuất hiện dày đặc ở đây. Mục đích là để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng dường như Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả. Mới đây, Trung Quốc đã điều 3 con tàu hải cảnh xâm phạm vào vùng lãnh thổ của Indonesia, Malaysia và Singapore để quấy nhiễu, quấy phá các hoạt động khai thác dầu khí. Đồng thời, Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố xanh rờn nói rằng nếu những ai mà xâm phạm vào phạm vi đường 9 đoạn mà Trung Quốc đã kẻ vạch trên Biển Đông thì đều bị bán bỏ. Đấy là một lời thách thức tuyên bố với cả thế giới, đồng thời thách thức Mỹ và Nga. Chính vì điều đó mà hôm qua chính quyền Tổng thống Nga ông Putin đã điều gấp hạm đội Biển Đen xông ra Biển Đông để trừng trị Trung Quốc bắt giữ giàn khoan siêu to khổng lồ mang tên Hải Nam 999 mới nhất của phía Bắc Kinh. Điều này đã gây ra những xung đột căng thẳng giữa hai nước. Nhưng quốc tế cho rằng Nga đang hành động đúng bởi vì Trung Quốc dám đưa giàn khoan ra Biển Đông để khai thác dầu khí là trái với cả luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh các quốc gia đang chung tay đánh bại đại dịch và khôi phục nền kinh tế, Trung Quốc lại có nhiều động thái làm phức tạp tình hình Biển Đông trong suốt 3 tháng vừa qua. Tờ báo của Nga cho biết, trong thời gian dài vừa qua, các nước ở khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực chống dịch Covid bởi vì Trung Quốc đã nhiều lần thực hiện các hành động phi pháp trên Biển Đông như điều tàu thăm dò, con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và 9 tiến vào vùng độc quyền kinh tế của các nước trong khu vực, tuyên bố thành lập cái gọi là quần đảo Tây Sa và Nam Sa rất vô lý, bị cả cộng đồng quốc tế lên án. Tờ báo của Nga nhấn mạnh những hành động trên của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của quốc tế và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, khiến cho dư luận trên toàn thế giới hết sức quan ngại cũng như phẫn nộ. Phát biểu tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga ông Putin nói rằng Việt Nam đã nêu gương trước sự thành công vang dội của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, làm tăng đáng kể uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn những công ước quan trọng được họ ký kết và phê chuẩn, điển hình là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo của Nga không quên chỉ trích phía Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh nên hiểu rằng chính sách hung hăng của họ trên Biển Đông chỉ phản tác dụng. Việc phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc chỉ mang lại lợi thế tạm thời. Trong bối cảnh hiện tại, Mỹ và các nước trong khu vực cũng như là Liên minh châu Âu đang tận dụng cơ hội để công kích, hạ thấp uy tín của Trung Quốc. Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin về đại dịch COVID-19, xây dựng một liên minh cô lập Bắc Kinh. Những hành động phi pháp của Trung Quốc có thể dẫn tới việc Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và liên minh các nước trên thế giới xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng thôn tính chính quyền của ông Tập Cận Bình. Chính vì điều này sẽ là một điều rất thuận lợi. Cảm ơn
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bản tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.